nhà hôm nay là mùng 7 tháng 12 thì sẽ nói về 4 bước trước khi kể pen. Bước 1 là tôi muốn có thể giới quan đúng đắn. Bước 2 tôi biết cậu của tôi trong nhóm quan hệ cũng mong muốn có thể giới quan đúng đắn như mình. Chúng tôi cùng của mình là kể pen. Bước 3 tôi có video kể pen áp nhóm quan hệ. Bước 4 là tìm cà phê về nhóm kể pen trong ngày hôm nay cũng như là sẽ hồi hướng cho thế quan đúng đắn của bản thân, các đội trong nhóm quan hệ của người thân, bố mẹ anh chị em hoàng cũng như là người muôn loài. Thì em xin bắt đầu câu chuyện cây bút. Người cho em hỏi em đang cầm vật gì thế này đi ạ? Cây bút để viết, để ký, là tác dụng chính của nó là như vậy. Nếu có một chú chó đi vào căn phòng này, đến vị trí của em ngồi và em cầm vật này này, nếu có một chú chó thì nó sẽ làm gì vậy? Thì có thể nó sẽ gặm con gọi là nghịch nó chơi hoặc bỏ đi không làm gì. Như vậy cũng là vật này thì mình quay là cây bút, nhưng chó thì không, chỉ quay ở để gặm để chơi thôi. Thì có gọi là ra là ai đang đúng ạ? Người đúng hay chó đúng? Thì ra có câu trả lời gì? Cả hai đúng vì không có video từ trước, phải nhìn vật này là cái gì và như thế nào với nó. Ta tôi bảo như vậy, ta có bảo của tôi rút ra đây là sẽ không có đúng và sai khi không có quy ước từ trước. Vậy thì chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan người khác. Thế giới quan được hiểu ở cách nói này, cách nghĩ, làm, cách lựa chọn của bất kỳ ai. Mà thứ nó chỉ có đúng và sai khi mình đã có những quy ước và cam kết từ trước. Ví dụ như là luật pháp của đất nước mình này, rồi là giờ giấc làm việc của các cơ quan đoàn thể này, cam kết các đội nhóm hoặc là của làng xã chẳng hạn, địa phương chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta là những thành viên đó, chúng ta vi phạm những cam kết đã đề ra, chúng ta sẽ sai luật. Khi đó sẽ có sự phán xét đúng sai. Tiếp đó đặt cái vật này xuống dưới mặt bàn. Và em và chú chó đi ra khỏi căn phòng này. Phòng này tắt đèn, không còn ai ở đây nữa. Tức là sẽ không có chủ thể nhìn lên vật này nữa. Chúng ta thì đến nó vào đây nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì đúng không ạ? Chúng ta đang đặt thẳng vào đây này. Vì không có ai nhìn thấy nó. Và trong đạo Phật tội vật này khi đó là mang tính không, có sự trung tính hay tính tiềm năng. Tính năng của nó được thể hiện là khi mà phòng này bật sáng trở lại. Em quay lại phòng này trước, đến vị trí cái bàn này và nhìn lên vật này. Đây nhìn này, cái bút của em đúng không ạ? Chú chó đi vào đây trước. Cũng đến đây chờ đây và nhìn lên vật này. Thì nó sẽ lại. Nó gặp nghịch trò chơi vật này. Em và nó cùng đi vào, em và nó cùng nhìn lên vật này, em bế nó lên và em và nó cùng nhìn vật này. Vật này sẽ vừa là cây bút này, em vừa là gặp để chơi. Như vậy thì nhân đắc đã được thể hiện đúng không ạ? Cùng là một vật. Nhưng vì hai chủ thể khác nhau, người và chó đang cùng nhìn lên vật này, nên đã xuất hiện hai thực thể khác nhau trên cùng vật thể tại cùng một điểm. Do cái góc nhìn đúng không ạ? Quan chiếu của đường người sẽ động lên. Như vậy ta gặp bài học thứ hai rút ra đây là mọi sự vật sự việc hay là bản thân chúng ta thì đều có tính không, tương xứng nó là tính tiềm năng, cái bất cứ thứ gì nó cũng thuộc vào góc nhìn, các quan chiếu của người đã động lên nó. Tiếp đó việc chúng ta nhìn thấy là cây bút này. Và đến từ chính vật này nó như mình biết là bút. Hay chúng ta nhìn thấy bút ạ? Chúng ta nhìn thấy là bút đúng không ạ? Bởi vì nếu mà đến từ chính vật này thì vật này có cái diễn đàn, có ngôn ngữ nào đó để mình biết là bút. Thì có ngôn ngữ một cách diễn đạt khác, như chú chó hay bất cứ có vật nào khác sẽ biết đây là cái bút và cũng cầm lên mà viết như chúng ta. Nhưng mà chỉ chúng ta biết đây là cái bút mà dùng để viết thôi. Nên thay bậc thứ ba rút ra đây là mọi thứ đến từ tôi hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi ạ. Tôi quán chiếu, tôi phóng chiếu ra cái vật này. Thì qua bao bài học mình thấy vật này có tính tiềm năng đúng không ạ? Đến từ tâm trí của mình ý. Mình có thể thay đổi suy nghĩ này, mình ước vật này thì vật có giá trị lớn hơn được không ạ? Thay vì đầu cái bút, mình ước thành thứ mình thích, vàng bạc là quý kim cương, hay nữa thì nguyên kim cương nhá, kim cương. Khi mở mắt ra này, đây, em cầm đây vật là cái bút, bởi vì đây là kết quả hiện tại, mình không thay đổi nó. Chúng ta các bạn thứ tư rút ra đây là mọi thứ không biến từ sự mong cầu hay là suy nghĩ tích cực chúng ta được. Vì sao lại như vậy ạ? Bởi vì mình đã từng có dấu ấn vào giống cái vật này từ trước này, đã được đeo vào tâm trí của mình có thể là từ rất lâu khi còn bé. Mà từng được ai đó đặt trên tay mình nó là bút, hoặc là mình đã từng cầm này và giao cho ai đó, đưa cho ai đó là từng là bút. Tức là mình đã từng có dấu ấn là giống như cái vật này. Nên khi đang cầm này trên tay như này thì dấu ấn là giống như cái bút sẽ đúng nhỉ? Và chỉ nhìn thấy bút thì hiện tại thôi. Và nhắc đến bước mà khi mình chưa biết đến những câu chuyện, những cái bài học trong câu chuyện này, thì mình thường nghĩ rằng mọi thứ đã đến từ bên ngoài, nó đến từ tâm trí của chúng ta, đúng không? Bởi vì mình đã từng có dấu ấn và giống. Nên như vậy là mình không mong có ước, không thể được hiện tại. Thì muốn đạt được cái điều mình muốn trong tương lai thì mình đã khi đến công cụ hỗ trợ cho mình đó là 4 bước gieo hạt, 4 bước ta bóc chúng ta tạo ra những dấu ấn hạt giống ở điểm hiện tại. Nhưng mình đã từng có dấu ấn hạt giống về cái bút này. Và khi những hạt dấu ấn hạt giống đủ nhiều nhân duyên thì nó sẽ bùng nổ. Ví dụ như là mình muốn sự bình an trong tâm trí của mình chẳng hạn, thì mình sẽ tìm những người có mong muốn giống như mình. Mình giúp họ là đạt được sự bình an bằng cách là những người họ đó hay gặp những khó khăn, họ hay gặp những sự sợ hãi, lo lắng, bất an nào đó, thì mình sẽ giúp họ là dần dần mọi thứ đến với họ cách nhẹ nhàng, bình thản, họ không còn thấy lo lắng, bất an nữa. Khi đạt được sự bình an thì mình cũng đạt được điều mình mong muốn, đó là sự bình an trong tâm trí của mình. Như vậy bèo thứ năm rút ra đây, chúng ta muốn có thứ gì thì chúng ta hãy cho nó đi trước, thực hiện bằng thân khẩu ý của mình và qua 4 bước gieo hạt. Chúng ta tưới 8 bước gieo giống của mình cách là tiền cà phê hàng ngày, nhớ lại những hành động tốt, việc tốt mình đã làm trong ngày. Và khi những hạt giống đầu ấn mình đủ nhân duyên thì nó sẽ bung nở. Thế thì kết thúc câu chuyện cái bút của mình ở đây. Bên cả nhà đang nghe và cho em vội gieo pen ngày hôm nay, mình cũng sẽ nhớ là tiền cà phê mình nhầm kể pen này, cũng như là hồi hướng cho đế quan ngắn của bản thân, các đội trong quan hệ của người thân, bố mẹ cho em họ hàng cũng như là một người muôn loài. Xin chào cả nhà.